Vâng, trước mắt quý vị Khang đang theo dõi video của kênh Đồ Gỗ Bí Quyền. Bên cơ sở chúng tôi là bộ bàn ghế ăn và chất liệu lần này là bên cơ sở làm là gỗ xoan đào. Vâng, và đây là hàng gồm một bàn và 6 ghế và bàn tròn. Vâng, ghế là ghế cây đàn và mẫu cực kỳ là mới và cực kỳ là hot trong những năm gần đây. Đây, và lần này thì bên cơ sở làm là bàn này là bàn có yếm. Vâng, và hàng cực kỳ là dày và cực kỳ là đẹp, phun sơn BU màu đậm, màu cổ, cực kỳ là sáng và sang trọng. Vâng, và bộ bàn ghế ăn này thì bên cơ sở giả hàng cho anh Sơn tại Đông Anh, Hà Nội, và anh đã đặt mua và cũng là đặt bên cơ sở phun theo màu yêu cầu trên đây. Vâng, và cũng xin đi vào chi tiết kích thước là chiếc bàn này là có kích thước là 1m20, vâng, tròn 1m20 và cao là 75. Và bên cơ sở đã đi tặng kèm một kính bàn dày 1 phân và kèm theo đó là một chiếc kính xay. Vâng, kính xay đây. Đấy, cực kỳ đẹp. Và đi theo đó là 6 ghế. 6 ghế thì ghế này là có chiều cao chỗ ngồi là cao 45 cm. Vâng. Và từ chân lên đến đầu này chiều cao là 1m03. Vâng, cực kỳ là cao. Vâng, mẫu mã cây đàn cực kỳ là mới. Quý vị có nhìn thấy. Và toàn bộ hàng này là bên cơ sở là hàng gỗ thịt 100%, chất liệu gỗ xoan đào. Vâng, phun lên cực kỳ đẹp. Và để có thể kê vào phòng khách nhà quý vị thì bộ bàn ghế ăn này có giá là 15 triệu đồng. Vâng, chỉ 15 triệu đồng. Và bên cơ sở đã miễn phí vận chuyển 100 km quanh khu vực Hà Nội và có giao hàng toàn quốc Bắc Trung Nam. Và nếu quý vị Khang nào cần đặt mua bộ bàn ghế ăn xoan đào đây thì có thể liên hệ trực tiếp qua cho bên cơ sở theo Zalo hoặc số điện thoại 0354318894 và địa chỉ của cơ sở tại Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Vâng, và bộ này chỉ có 15 triệu đồng thôi ạ. Vâng, cực kỳ là rẻ đối với một bộ bàn ăn tròn và to đẹp như thế này. Vâng, và bên cơ sở cũng xin được kết thúc video tại đây và xin hẹn gặp quý khách hàng ở những video tiếp theo nhé. Vâng, và xin chào.